tất cả mọi người, lại là cô đây. Chào mừng chúng mình đã quay trở lại với một video nữa trong chuỗi bài giảng của anh ngữ Miss Hoa. Trong những video gần đây thì chúng ta đang tìm hiểu về một chủ điểm ngữ pháp vô cùng quan trọng trong tiếng Anh, đó chính là các thì, đúng không nào? Vậy thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thì gì? Thì chúng mình hãy đón xem cùng cô nhé. Trước khi bắt đầu thì cô có một câu hỏi như thế này dành cho chúng ta. Một câu hỏi mà có lẽ chúng mình được hỏi rất là nhiều trong đời sống hàng ngày, đúng không nhá? Câu hỏi của cô như sau nhá. How long have you learned English? Okay, once again, how long have you learned English? Chúng mình đã học tiếng Anh được bao lâu rồi nhỉ? Okay, nếu như mà là cô thì cô sẽ trả lời câu hỏi này là cô đã học tiếng Anh được trên 10 năm rồi. Okay, thế thì chúng mình hãy cùng cô chuyển câu đó sang tiếng Anh nhé. Đó là tôi đã học tiếng Anh được trên 10 năm rồi. Okay, cô cho mình khoảng 5 giây để mình suy nghĩ câu này nha. Aha, time's up, hết thời gian rồi. Hãy cho cô câu đấy nào cả lớp ơi. Very good, câu của cô sẽ là I have learned English. Ok, tôi đã học tiếng Anh này. Được chưa nhỉ? Được trên 10 năm thì cô sẽ có cụm từ như sau các bạn nhé. Đó là for more than 10 years. Ok, I have learned English for more than 10 years. Đây là câu của cô nhé. Tôi học tiếng Anh được trên 10 năm rồi. Ok, tức là gì các bạn nhỉ? Cách đây khoảng trên 10 năm thì cô bắt đầu học tiếng Anh. Cho đến bây giờ thì cô tính là được hơn 10 năm rồi, đúng không nhỉ? Thì những cái hành động như hành động này, hành động học tiếng Anh, nó bắt đầu ở trong quá khứ, đúng không? Và nó kéo dài đến hiện tại và có khả năng còn tiếp tục ở tương lai nữa, tức là có khả năng trong tương lai cô vẫn sẽ học tiếng Anh, đúng không nhỉ? Vậy nên những hành động như thế này thì cô sẽ dùng một thì để mô tả nó các em nhé. Đó là thì hiện tại hoàn thành, và trong tiếng Anh cô sẽ gọi nó bằng tên gọi như sau. Đó chính là present perfect, hiện tại hoàn thành các em nhé. Hiện tại hoàn thành là một thì vô cùng quan trọng và nó có ứng dụng rất nhiều ở trong giao tiếp hàng ngày. Đó là một trong số những thì được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh các em ạ. Vậy cho nên là chúng ta sẽ cần phải cố gắng nắm được thì này sao cho áp dụng nó trong giao tiếp và trong nhiều khía cạnh khác một cách chính xác và tự nhiên nhất các em nhé. Vậy thì chúng ta hãy cùng vào bài giảng ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về thì hiện tại hoàn thành, present perfect. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về một thì nữa cũng quan trọng không kém các em ạ. Đó chính là thì quá khứ hoàn thành, cô sẽ gọi nó là past perfect. Ok? Rồi nhá, chúng mình cùng vào bài nào các em ơi. Chúng ta hãy cùng đến với thì hiện tại hoàn thành đầu tiên. Bây giờ cô sẽ quay lại cái ví dụ ban đầu chúng ta lấy, đó chính là câu I have learned English for more than 10 years. Được chưa ạ? Ok nhá, chúng mình để ý giúp cô là ở câu này người ta đang chia ở hiện tại hoàn thành, đúng không? Và ở đây động từ người ta đang chia ở dạng thức nào đây? Chúng mình cùng xem giúp cô nhá. Cô có là I have learned English, thì thành phần nào là chủ ngữ các em nhỉ? Very good, đó chính là chủ ngữ I rồi nhá. Vậy thì I là chủ ngữ. Vậy thì đi sau chủ ngữ sẽ là động từ của nó. Chúng ta cùng xem động từ đang được chia như thế nào nhá. Ở đây đi ngay đằng sau chủ ngữ I, cô có từ từ have, very good. Ok, từ have này. Sau từ have thì cô có cái động từ mang nghĩa đó là từ học, learn. Ok, ở đây người ta đang chia là learned. Chúng mình có nhận ra đây là dạng thức nào của động từ không nhỉ? Mình còn nhớ là cái video trước chúng mình học về thì quá khứ đơn, đúng không? Và chúng ta có động từ thêm đuôi ed. Đấy nhá, tuy nhiên thì động từ thêm đuôi ed thì không chỉ là của quá khứ đơn đâu các em ơi, mà chúng ta còn có một loại động từ nữa, đó chính là dạng động từ ở quá khứ. Ở đây cô gọi nó là quá khứ phân từ các em nhá. Đó, cô sẽ có động từ quá khứ phân từ tiếng Anh là past participle, cô sẽ viết tắt bằng hai chữ cái be như thế này, đó là verb pp. Ok rồi nhá, đây cũng chính là những cái thành phần bắt buộc phải có để chúng ta có thể cấu tạo nên được thì hiện tại hoàn thành. Chúng ta có trợ động từ have và động từ chính chia ở dạng past participle, quá khứ phân từ các em nhá. Thì đó cũng chính là cái form, cái dạng của động từ, thì cô sẽ suy ra được công thức đầu tiên, đó là chia động từ hiện tại hoàn thành chúng ta sẽ có chủ ngữ này, rồi đến trợ động từ, ngoài trợ động từ have ra thì người ta cũng sẽ dùng một cái trợ động từ nữa, đó chính là trợ động từ has các em nhé. Have và has sẽ dùng cho các nhóm chủ ngữ khác nhau. Từ have cũng sẽ dùng cho các nhóm chủ ngữ số nhiều các em nhé. Nó sẽ bao gồm đầu tiên là ai này, các chủ ngữ số nhiều khác chính là
we, you, they và các danh từ số nhiều, được không nhỉ? Vậy thì ngược lại này, cô có trợ động từ has, nó sẽ dùng cho nhóm các chủ ngữ số ít, bao gồm các chủ ngữ nào đấy các em ơi? À, he, she, it, các danh từ số ít và các danh từ không đếm được, đúng rồi nhá. Sau khi có trợ động từ have, has rồi, sẽ đến động từ chính, cô sẽ phải chia nó ở dạng quá khứ phân từ. Và quá khứ phân từ, nó sẽ nằm ở cột số 3 ở trong bảng động từ bất quy tắc các em nhá. Còn quá khứ đơn thì động từ sẽ nằm ở cột số 2. Thế mình lưu ý là hiện tại hoàn thành mình nhớ là dùng động từ ở cột số 3 nhá. Đó, thì ở đây cô có một câu ví dụ này. Đấy là I have been to Paris. Tôi đã đi Paris rồi, đúng không nhỉ? Ở đây chúng ta có chủ ngữ là I, cho nên người ta dùng trợ động từ là à, là have, đúng rồi nhá. Sau đó đến động từ của cô là động từ been. Thế mình có biết là từ been này nó là động từ ở dạng quá khứ phân từ của từ gì không nhỉ? Very good, nó chính là quá khứ phân từ của động từ be các em nhá. Be, been, ok? Đó, thì đây là một câu ví dụ, được chưa nhỉ? Đấy nhá, thì ở đây chúng mình nhìn thấy là ở đây cô nói là I have, đúng không? Thế thực tế cái trợ động từ have này người ta có thể viết tắt nối liền với chủ ngữ. I have cô sẽ bằng với từ I've, ok? Nó sẽ viết như thế này các em nhá. Đó, cô có I have này. Đó, nó sẽ bằng với là I've, ok? Đó, tức là người ta sẽ viết tắt cái từ have này bằng dấu phẩy và chữ V-E, right? Đó, I have. Đấy nhá. Thế thì còn từ has thì người ta sẽ viết tắt như thế nào? Cô lấy ví dụ nếu cô có she has, đúng không? She has, ví dụ như là she has been to Paris chẳng hạn, thì cô sẽ viết tắt thành she's, ok? Cô sẽ viết tắt chữ has thành phẩy sc, ok? She has và she's, alright? Rồi nhá, chúng mình cố gắng nhớ cho cô cái dạng viết tắt này. Cái dạng viết tắt này sẽ được dùng trong văn nói nhiều hơn. Mình sẽ hay để ý là người ta hay nói là I've thay vì là I have, đúng không? Hoặc là she's thay vì là she has. Đấy nhá, mình cố gắng nốt cho cô cái chi tiết này vào nha. Rồi nhá. Rồi, đó là cái công thức đầu tiên của chúng mình, công thức dạng khẳng định. Thế nếu như mà chúng ta muốn biến nó thành câu phủ định thì sao? Ví dụ như là tôi chưa đi Paris, đúng không nhỉ? Ở đây là tôi đi Paris rồi, còn tôi chưa đi Paris thì tức là cô đang muốn nói dạng phủ định của nó. Thì để tạo thành câu phủ định của hiện tại hoàn thành, chúng ta có công thức rất là đơn giản như sau các em nhá. Chúng ta chỉ cần cho từ not vào đằng sau trợ động từ have hoặc là has là xong. Ok? Cô có câu ví dụ như sau. I haven't been to Paris. I haven't been to Paris. Đúng không nhỉ? Thì ở đây chúng ta có have not, người ta đang viết tắt thành thành haven't, ok? Và tương tự như vậy, chúng ta sẽ có has not. Chúng ta sẽ có has not. Mình nốt cho cô cái này vào nhá. Cô sẽ viết tắt nó thành hasn't. Ok, đây là dạng viết tắt phủ định. Được chưa nhỉ? Ok nhá. Rồi, đó là cái dạng phủ định. Thế thì chúng ta sẽ còn một dạng cuối cùng nữa, đó là dạng câu hỏi. Nếu như chúng ta muốn đặt câu hỏi thì sao? Ví dụ như là bạn đã đi Paris chưa? Được không nhỉ? Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ đổi trợ động từ have và has lên trên đằng trước của chủ ngữ mọi người nhá. Tức là have has đi trước rồi mới đến chủ ngữ của chúng ta và cuối cùng mới đến động từ ở quá khứ phân từ. Cô có một câu ví dụ như sau. Have you been to Paris? Have you been to Paris? Bạn đã đi Paris chưa? Được không nhỉ? Ok, very good. Các bạn ơi, thì hiện tại hoàn thành là một thì có rất là nhiều cách sử dụng và nó được ứng dụng rất là nhiều trong văn nói hàng ngày. Chính vì vậy như ban đầu cô nói, hiện tại hoàn thành là một trong số những thì được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh. Chính vì vậy nên cách sử dụng của nó cũng rất là đa dạng. Có rất là nhiều hành động và nhiều tính chất khác nhau được sử dụng với thì hiện tại hoàn thành. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem xét cho cô nhé. Cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành như thế nào? Đây là một phần khá là quan trọng này. Ok, rồi, cái cách sử dụng đầu tiên của chúng ta, chúng mình hãy nghĩ lại cho cô cái hành động ban đầu cô lấy ví dụ. Đó là tôi học tiếng Anh được trên 10 năm, đúng không nhỉ? Cái hành động đó có tính chất như thế nào? Thì chúng ta thấy là đó là một hành động mà bắt đầu ở trong quá khứ, tức là cách đây từ trên 10 năm, đúng không? Kéo dài đến bây giờ là được 10 năm và có khả năng tiếp diễn ở trong tương lai nữa. Đó cũng chính là cái cách sử dụng đầu tiên của thì hiện tại hoàn thành. Đó là nó để diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ, đúng không? Kéo dài cho đến hiện tại và có khả năng tiếp diễn ở trong tương lai nữa, được không nào? Thế thì ngoài cái hành động là mình học tiếng Anh ra, thì chúng mình có nghĩ được cho cô hành động nào khác mà nó có tính chất tương tự như thế này không? Bắt đầu trong quá khứ nhá. Bây giờ hiện tại mình vẫn đang làm cái hành động đó và có thể tương lai mình vẫn tiếp tục nữa. Ok? Rồi, chúng ta có rất là nhiều đúng không? Cô có một ví dụ nữa cho chúng mình nhá. Ví dụ của cô như sau. Đấy là they've been married for nearly 50 years. Ok? They've been married for nearly 50 years. Họ đã kết hôn được trên 50 năm rồi. À, được gần 50 năm chứ. Sorry nhá. Đây là nearly là gần các em ạ.
Ok. Tức là gì ạ? Gần 50 năm trước đây thì họ kết hôn với nhau và tính đến bây giờ là họ kết hôn được gần 50 năm rồi. Chúng ta có thấy là hành động này nó có tính chất như bên trên không? À, chính xác rồi nhá. Đó, thì đây chính là cách sử dụng đầu tiên. Đấy, thì cô muốn chứng minh chú ý và cô này giúp cô và nhớ lại cả cái câu ban đầu chúng ta đặt với nhau, đó là I have learned English for more than 10 years. Còn ở đây là they've been married for nearly 50 years. Chúng mình có để ý là nó đều có chung một cái dấu hiệu không? Đó chính là từ gì các em nhỉ? Very good, đó chính là từ for. Ok, cô có từ for ở đây là một cái dấu hiệu của hiện tại hoàn thành. Ok, thì cô sẽ có một cái dấu hiệu đầu tiên đối với cách sử dụng như thế này, đó chính là từ for các em nhé. Ok, thế ngoài từ for ra thì người ta còn dùng một cái từ nữa, đó là từ since. Và từ for và từ since là hai từ các bạn rất là hay nhầm lẫn với nhau. Thế nên chúng ta cùng chú ý lắng nghe cô sẽ phân biệt hai từ này cho chúng mình nhé. Đầu tiên chúng mình để ý cho cô này, for more than 10 years or for nearly 50 years. Cái phần đằng sau từ for đó, ví dụ như là trên 10 năm và gần 50 năm, thì nó được tính là khoảng thời gian hay là mốc thời gian các em nhỉ? Very good, nó là khoảng thời gian. Cho nên cái từ for này chúng ta sẽ cần đi với một khoảng thời gian các em nhé. Và cô sẽ dịch cái cụm đấy là được bao nhiêu thời gian đó, đúng không ạ? Ví dụ nhá, for 2 days, được 2 ngày, đúng không? For 6 months, được 6 tháng. Đấy nhá, thì cái phần đằng sau từ for nó phải là một khoảng thời gian, period of time. Ok, thế còn đến từ since thì sao? Từ since thì nó sẽ khác với for ở chỗ là nó sẽ phải đi với một cái mốc thời gian hoặc một cái sự kiện, một cái hành động nào đó xảy ra trong quá khứ. Người ta tính nó là một cái mốc, đúng không? Thì cái từ since này cô sẽ dịch nó là kể từ lúc nào đó. Ok, kể từ lúc nào đó. Rồi nhá. Đấy, thì cô lấy ví dụ này. Ở nãy giờ là cô có cái câu I have learned English for more than 10 years. Thì ở đó là more than 10 years. Rõ ràng chúng ta dùng từ for rồi. Thì cô lại lấy một câu ví dụ như thế này. Chúng mình hãy cùng giúp cô là điền vào chỗ trống là cái chỗ trống đó chúng ta cần điền từ for hay từ since nhá. Đó, cô có câu như sau. Cũng là I have learned English. I have learned English. Rồi, sau đấy cô có một cái chỗ trống. Đấy chắc, mọi người điền cho cô một từ vào đây nhá. Và cái phần đằng sau đấy là I was 10. I was 10, tức là 10 years old. Tôi 10 tuổi. Tôi đã học tiếng Anh. Tôi 10 tuổi. Hãy điền cho cô một từ vào đây nào. Very good. Chỗ này nữa, chúng ta phải điền từ. Từ since. Tôi đã học tiếng Anh kể từ khi tôi 10 tuổi. Đúng không ạ? Thế cái từ I was 10 này người ta tính là một cái sự kiện xảy ra trong quá khứ, nó cũng là một cái mốc nào đó, đúng không? Cô lấy ví dụ một cái mốc khác nhá. Cô hoàn toàn có thể cho một cái năm vào đây để tính nó là một mốc, đúng không? Ví dụ như là tôi học tiếng Anh kể từ năm 2005 đi. Ok? I have learned English since 2005, right? Thì cô sẽ có 2005, nó là một cái mốc thời gian. Đấy chưa nhỉ? Thế chứ mình cố gắng chú ý phân biệt hai từ này nhá. For với cả là since, hai cái dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Đấy chưa ạ? Rồi nhá. Rồi, kế tiếp nào, chúng mình thấy là hiện tại hoàn thành ý là để diễn tả hành động mà nó có kéo dài đến bây giờ, tức là kéo dài đến hiện tại. Cho nên là chúng ta sẽ có một số những dấu hiệu nữa mà chúng ta có những cụm từ nó có nghĩa là cho đến bây giờ, tính đến bây giờ các em nhá. Thì cô có một số cụm như sau, chúng mình nốt vào cho cô nào. Từ đầu tiên đó là từ so far. So far, ok? Tính đến bây giờ, cho đến bây giờ. Ngoài ra, cùng cái nghĩa đó cũng có một số cụm từ khác như sau. Đấy là until now. Until now. Up to now. Up to now. Và từ cuối cùng, up to the present. Up to the present. Đều có nghĩa là cho đến bây giờ, tính đến bây giờ, ok? Cô lấy ví dụ nhá. I have written 3 books. So far, I have written 3 books so far. Tôi đã viết được 3 cuốn sách cho đến bây giờ rồi, đúng không nhá? Tính đến bây giờ tôi viết được 3 cuốn sách rồi, thì cô chia động từ ở hiện tại hoàn thành. I have written, ok? Done, rồi nhá. Đó, thì đó là cách sử dụng đầu tiên của hiện tại hoàn thành. Chúng mình cố gắng ghi nhớ cho cô ở chi tiết này. Rồi nhá. Ngoài ra thì hiện tại hoàn thành có thể được sử dụng trong những cái văn cảnh nào khác? Thì cô có kế tiếp đó là nó để diễn tả những cái kinh nghiệm hoặc là những cái trải nghiệm. Ok, thì cụ thể cái kinh nghiệm trải nghiệm ở đây là gì thì chúng ta sẽ có những kinh nghiệm như sau, ví dụ như là việc mà chúng ta đã từng làm. Ok, đã từng làm thì cô sẽ có cái từ đã từng trong tiếng Anh ở trên slide ngay ở đây rồi, đó là từ ever các em nhá. Ever nghĩa là đã từng, hiểu chưa ạ? Cô lấy ví dụ nha, cô có một câu như thế này. Have you ever been to Paris?
Have you ever been to Paris? Bạn đã từng đến Paris bao giờ chưa? Đúng ạ, một cái trải nghiệm việc mình đã từng làm. Đấy nhá, ở đây là câu hỏi, bạn đã từng hay chưa? Thì cô cũng sẽ dùng ở hiện tại hoàn thành. Ok nhá, ngoài những cái việc mình đã từng làm ra, hiện tại hoàn thành cũng dùng để diễn tả những cái trải nghiệm mà chúng ta chưa từng. Thì cái từ chưa từng cô sẽ có từ never các em nhá. Đó, thì cô có một ví dụ cho chứng minh như sau. Đó là câu I have never eaten sushi before. I have never eaten sushi before. Ở trước đây tôi chưa từng ăn sushi. Được không nào? Đấy nhá, cô có từ never là dấu hiệu kế tiếp. Ở ngoài ra chúng ta còn có một cái loại trải nghiệm nữa. Đấy là mình làm cái gì đó được bao nhiêu lần rồi. Ok, mình làm cái gì đó được bao nhiêu lần. Thì cô sẽ có là bao nhiêu lần đấy. Cô sẽ cho một cái con số đằng trước. Và cái từ lần đó là từ từ times. Ok, đấy nhá, ví dụ này 3 times, 4 times đúng không? 3 lần hoặc là 4 lần. Đấy nhá, cô có một câu ví dụ như thế này. Đấy là I have read Gone with the Wind 3 times. Đấy nhá, cô đã đọc cái tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió được 3 lần rồi. Được không nhỉ? Thì ở đây cô cũng dùng thì hiện tại hoàn thành ở cái chi tiết này em nhá. Ok, rồi nhá. Ngoài ra chúng ta còn có một số những cái trải nghiệm khác dùng hiện tại hoàn thành như sau. Đó chính là cái này. Đó, đây là lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba mình làm cái gì đó. Thì cô có cụm từ là this is the first time or the second time, the third time. Đấy nhá, lần đầu, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ bao nhiêu đấy mà mình làm một cái chuyện gì thì chúng ta cũng dùng thì hiện tại hoàn thành. Ok, cô lấy ví dụ một câu như sau nhá. Đấy là this is the first time I have tried skiing. Đây là lần đầu tiên mà tôi thử trượt tuyết. Được không nhá? Thì ở đây cô dùng là I have tried, đang ở hiện tại hoàn thành ở chỗ này. Đúng không? Ok, và cái cuối cùng ở trong cái phần trải nghiệm kinh nghiệm này, đó chính là người ta dùng với so sánh nhất các em ạ. Tức là ai đó, cái gì đó là cái gì nhất mà mình từng trải nghiệm. Ok, cô lấy ví dụ nhá. Cô có câu như sau. She is the prettiest girl I've ever met. She is the prettiest girl I've ever met. Cô ý là cô gái xinh nhất mà tôi từng gặp, đúng không? Thì ở đằng trước này người ta đang dùng dùng dạng so sánh nhất. Và phía đằng sau người ta sẽ dùng một cái câu chia ở thì hiện tại hoàn thành, đúng không? I've ever met mà. Cách sử dụng kế tiếp của hiện tại hoàn thành là gì? Thì các em cùng xem với cô nhá. Đó. Nhưng ngoài ra này, ngoài để diễn tả kinh nghiệm trải nghiệm ra hoặc là hành động bắt đầu ở quá khứ kéo dài đến hiện tại và tiếp diễn ở tương lai thì hiện tại hoàn thành còn dùng để diễn tả những cái hành động mà nó vừa mới xảy ra xong hoặc là nó xảy ra gần đây, tức là cái thời gian diễn ra của nó rất là sát với hiện tại. Thì người ta tuy là nó xảy ra rồi nhưng người ta lại không dùng ở thì quá khứ đơn mà người ta lại dùng ở hiện tại hoàn thành các em nhá. Đó, những hành động mà mới xảy ra này hoặc là xảy ra gần đây, tức là rất là sát với hiện tại, được không nhỉ? Đấy nhá, thì đầu tiên chúng ta thấy là hành động mới xảy ra thì chúng ta sẽ có một cái dấu hiệu, đó là từ vừa mới, đúng không? Thì cô sẽ có từ như thế này, chúng mình đoán cho cô đây là từ gì nhỉ? Very good, đó chính là từ just, right? Cô có từ just, nó có nghĩa là vừa mới. Ok, cô lấy ví dụ một câu như thế này nhá. Đó là I have just washed the dishes. I have just washed the dishes. Tôi vừa mới rửa bát xong, đúng không nhỉ? Tôi vừa mới rửa bát. Thì tuy là tôi rửa bát rồi nhưng mà tôi vừa mới làm nó xong thôi. Nó rất là sát với cái thời điểm hiện tại, cho nên cô dùng nó ở hiện tại hoàn thành với một cái dấu hiệu, đó là từ từ just, vừa mới các em nhá. Đấy nhá. Ngoài ra mình còn để ý là gì nữa nhỉ? Các hành động nó xảy ra gần đây, cho nên cô lại có cái dấu hiệu, đó là các cái từ có nghĩa là gần đây. Ok, thì từ gần đây trong tiếng Anh cô có hai từ như sau các em nhé. Đó là từ recently và từ lately. Ok, recently and lately. Chúng mình chú ý nhé, lately ở đây nó có nghĩa là gần đây, nó không có liên quan gì đến gốc từ late, muộn đâu nha. Đây là hai từ khác nhau nhé. Cô biết là có nhiều bạn hay nhầm là lately nó là trạng từ của từ late. Tuy nhiên ý, cái từ late, muộn ý các em ạ, nó vừa là tính từ vừa là trạng từ. Ok, thì cái từ late đó mới có nghĩa là muộn. Còn lately thì nó không có liên quan gì đến gốc từ muộn cả, mà nó có nghĩa là gần đây. Ok, đấy nhá. Cô lấy ví dụ một câu như thế này. Đấy là have you seen her lately? Have you seen her lately? Thì gần đây bạn có gặp cô ý không? Đúng không? Gần đây bạn gặp cô ý không? Đấy nhá. Thì ở đây thì mình thấy là gần đây mà, nên người ta sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành.
Được chưa nhỉ? Ok nhá. Đó là cái cách sử dụng kế tiếp của hiện tại hoàn thành, dùng để diễn tả hành động vừa mới xảy ra hoặc là xảy ra gần đây các em nhá. Ok, chúng ta còn có một cái cách sử dụng nữa của hiện tại hoàn thành như sau các em ạ. Đó, đấy là để diễn tả một cái hành động mà nó xảy ra trong quá khứ nhưng lại không đề cập rõ cái thời gian xảy ra. Ok, tuy là nó đã xảy ra rồi nhưng mà thời gian xảy ra lại không được đề cập, hoặc là không được nói rõ, hoặc là người ta không muốn nhấn mạnh cái thời gian xảy ra. Ok, thì trong những trường hợp đó thì chúng ta cũng dùng hiện tại hoàn thành để mô tả hành động đó nhá. Cô lấy ví dụ như sau. Đấy là các bạn thử nghĩ cho cô ấy câu này bằng tiếng Anh nhá. Tôi bị mất chìa khóa rồi. Tôi bị mất chìa khóa. Đúng nhỉ? Rõ ràng là tôi mất rồi. Tuy nhiên người ta không có đề cập đến cái thời gian mình bị mất đấy nhá. Chỉ biết là mình đã mất rồi. Thế thì người ta sẽ dùng ở thì hiện tại hoàn thành cho cô đó, được không ạ? Thì cô sẽ có câu tiếng Anh như thế nào nhỉ các bạn ơi? Very good, đó chính là câu I have lost my keys. Ok, thì cô sẽ có câu như thế này nhá. I have lost my keys. Tôi bị mất chìa khóa, được không nhỉ? Hoặc là cô có một câu như thế này nữa nhá. Đấy là he has already done his homework. He has already done his homework. Anh ấy đã làm xong bài tập rồi, được không nhỉ? Không có đề cập thời gian là làm xong lúc nào, cách đây mấy giờ, mà chỉ nói là hoàn thành xong rồi thôi, đúng không? Thì chính vì thế mà những hành động như thế này, người ta cũng sẽ dùng hiện tại hoàn thành nhé em nhé. Đó, ở đây có một cái dấu hiệu, không biết là chúng mình có nhận ra không? Nó nằm ở câu ví dụ thứ hai của cô. Đấy nhá, cô sẽ đánh dấu nó vào đây cho chúng mình. Đó chính là từ already. Already, đúng không ạ? Already có nghĩa là rồi, ok? Thì cô sẽ có already cũng là một cái dấu hiệu hiện tại hoàn thành nhá. Thế có rồi thì chúng ta sẽ có cái từ ngược lại với rồi là chưa, đúng không nhỉ? Thì cái từ chưa trong tiếng Anh là gì các em ơi? Very good, đó chính là từ yet này nhá. Thì chúng ta sẽ có thêm hai cái dấu hiệu nữa, đó chính là từ already và từ yet, hai dấu hiệu nữa của hiện tại hoàn thành. Already có nghĩa là rồi, còn yet có nghĩa là chưa. Đấy nhá, mình để ý này, cái từ already thì người ta hay để ở đâu? Cái vị trí của nó trong câu mình nhìn nhá. Đó, ở đây là trợ động từ have has, đúng không? Ở đây là động từ chính trong câu chia ở dạng quá khứ phân từ, từ do sang quá khứ phân từ là từ done. Còn already của chúng mình thì nó lại lại kẹp ở giữa ở chỗ này, đúng không? Nhá, thực tế thì cái từ already người ta cũng có thể để cuối câu được. Thì chúng ta sẽ có câu là he has done his homework already. Ok, already có thể đứng ở kẹp giữa cho động từ have has hoặc là và động từ chính, đúng không? Hoặc là nó có thể đứng ở cuối câu. Thế còn cái từ chưa, cái từ yet ấy, yet là chưa thì người ta lại hay để nó đứng ở cuối câu thôi. Thế nhá, cô lấy ví dụ là anh ấy chưa làm bài tập, thì cô sẽ có câu tiếng Anh như thế nào đây nhỉ? He hasn't done his homework yet, đúng không? He hasn't done his homework yet. Cô để cái từ yet ở cuối cùng nhá. Thì câu đấy là câu phủ định, anh ấy chưa làm bài tập. Đấy nhá, cái từ yet nó còn được dùng trong câu hỏi nữa các em ạ, để hỏi là ai đấy đã làm gì chưa, đúng không? Has he done his homework yet? Has he done his homework yet? Anh ấy đã làm bài tập chưa nhỉ, đúng không ạ? Đấy nhá, thì đó là chúng ta có hai dấu hiệu nữa, từ already và từ yet. Đó, thì vừa rồi chúng mình lại đi qua một số những cái cách sử dụng nó điển hình nhất, quan trọng nhất của thì hiện tại hoàn thành. Thì hy vọng chúng mình đã nắm được là hiện tại hoàn thành được sử dụng trong những cái văn cảnh nào, hành động có tính chất nào thì chúng ta dùng hiện tại hoàn thành, và hiện tại hoàn thành thì động từ phải chia như thế nào. Thì hy vọng là chúng ta có thể ứng dụng được nó vào trong văn nói, trong giao tiếp hàng ngày các em nhé. Thì rất là cảm ơn tất cả chúng mình đã dành thời gian theo dõi video này của cô, và hẹn gặp lại chúng mình trong video tiếp theo nhé. Bye bye. Miss Hoa giao tiếp, độc quyền phương pháp phản xạ truyền cảm hứng.